được rồi. Ui, con này to đấy. Con này vàng nha anh ơi. Ở ngoài này nó có cái gì đâu. À, hai con đìa này. Ui, ba con. Đây đây, vừa nãy con ở chỗ này đây. Anh vừa nhấc lên nó chạy vào. Ui. Anh em ơi. To như con rúi ở trên mình ngược ấy nhỉ. To hơn đấy anh ạ. Con rúi nào ấy. Chuột cống. Chuột cống hả ba? Ừ, sao chuột cống to đấy? Ôi trời, có con cần rưỡi cho nó treo lên đi. Thế ạ. Ui. Cần rưỡi con có. Ui anh em ơi. Con này phải hơn cân. Đang rồi. Ui to. Răng thì đơn giản đấy. Quá to luôn. Mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì anh em ạ, mình đang đi làm clip về chim chảo mào. Thì đi đến đây này anh em này. Thấy các bác ấy đang ở nơi khác đến ở vùng mình này. Đang có cái quang cảnh này thì mình nghĩ là đang bắt chuột anh em ạ. Nhưng mà khá là lạ. Mình cũng rất là ít khi thấy kiểu bắt như này. Thì bây giờ mình xuống mình quay cho anh em xem nhá. Đây, nhìn thấy các bác ấy bắt có rất là vui luôn anh em ạ. Đây, bây giờ mình xuống mình xem, mình quay cho mọi người xem nhá. Dùng cả máy cưa đi để mà cắt cỏ anh em ạ. Máy cắt. Con trong máy to lắm. Nó chui vào cống rồi. Tôi gói cống. Dưới chỗ nào anh kìa? Chuột luôn, ờ, cổ nhiều lắm. Bắt đầu chạy kìa. À đây lưới đây. À, lưới đây. Chuột nó chui ở đây anh. Đó, trong này bắt đi. Bắt mấy chi luôn. Khẩn chạy đấy. Đây xem bẫy chuột lần đầu tiên thấy bẫy kiểu này. Giọng nó cứ giống giống. À, đầu tiên nhìn thấy bẫy chuột kiểu này đấy. Đấy. Nhưng mà anh chơi chim à? Thằng em chơi. Nào biết rồi em. Nhưng mà tí nó chạy vào đây à? Nó chạy ra lưới đây được cục kê thì mình vô thôi. Để quay thử xem nó bay ra nó kiểu gì à. Bây giờ là ra dồn cho nó chạy tắt ở đây à? Đặt chân này xuống đồng luôn nhảy mất ra. Rồi anh cứ đi này em. Phi đội luôn. Chưa thấy con nào. Ở nhà anh nuôi mỗi chảo mào à? Đằng kia mới nhiều tổ kia, nếu mà tổ thì dãy kia mới nhiều. Toàn hang to rồi. Đấy. Đấy, có rồi. Đấy, ấy chỉ xa mày. Qua mà đất. Đẻ quá. Đâu vậy? À đấy, chuột chuột. Tưởng là con to đấy. Đấy kìa anh ơi. Đấy, đấy, đấy. Đấy, ôi, lại chạy ra rồi. Để đẩy lại đi. Chúng ta lưới nhá. Đấy, đủ đây nào. Để xem nó có chạy ăn này không. Nó chui vào hang rồi. Đấy đây kìa kìa, ui con này to. Lại chạy ra. Đấy có cả rắn này. Đây 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 đây. Đấy được rồi. Ui con này to đấy. Con đấy vàng nha anh ơi. Con ngoại đẹp. Đẹp. Ở ngoài này nó có cái gì đâu. À, hai con đìa này. Ui ba con. Đây đây vừa nãy con ở chỗ này đây. Anh vừa nhấc lên nó chạy vào. Chỗ đấy đây đây anh ơi. Đấy đấy. Vui đó. Vui nhiều không? Trong kia đầy rồi. Đầy học rồi.
Ôi đây à anh, chạy chạy đây à? Ôi con này to này. Chuột lộc thế. Đây. Chuột đàn, chuột vàng, chuột vàng, chuột vàng. Đâu rồi, đâu rồi? Nhiều chưa? Nó phải hết cái đống cỏ nó mới chạy ra. Đây 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 đây, ui ba con liền. Ui giời. Đấy, không có. Còn con nữa mà, nó chạy lại à? Sao nó lùi nhanh thế? Ui con đấy. Đây 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 đây. Nó vướng cái cây này. Đây đây anh ơi. Ui giời, ba con liền. Ui ui. Ấy, đi con này vào. Đúng, 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 đúng. Bốn là con liền này. Từ từ nhá, để gỡ chuột đã. Đây đây đây. Ui nhiều thế. Từ từ để gỡ chuột đã. Quá nhiều, ui con này to đấy rồi anh. Ui trời, ui con này to béo. Chuột đấy béo nhỉ. Đấy đây, ui nhiều đấy. Càng ngày càng nhiều. Đây đây đây. Ui ông nào cũng được à? Đây anh em này, anh nào đuôi con này đẹp này. Mà anh em này, em của anh này được. Hai con luôn đấy, đời tay. Gần đời cái hộp kìa. Nó phải dừng húc nữa mới ra. Quá nhiều. Đây đứng đây sẵn. Đây đây đây. Đây 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 đây. Chạy cái cây này, cây chỗ dọc qua. Anh cứ đi ra rũ dốc sông đằng ngoài này này. Ở đây đây, húc 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 húc. Nhưng mà ở đấy nó tất cái cây này. Đây này có to này to. Đây đây đây, con này to. Bỏ luôn. Đấy chỗ này này anh ơi. Đấy đấy đây đây. Ôi giời, ôi giời. Đấy vẫn vô được đấy. Ui đằng kia là mấy con to rồi. Còn nhiều trong này vẫn còn chuột chứ. Ui giời. Ui được một lông rồi. Đấy cái mùa, ủa đây 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 đây. Anh chậm phát à? Em khẩn nó luôn. Đấy đấy đúng rồi đấy. Nào 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 ra đây. Đây này anh em bắt bắt được con chuột cống, anh bắt được con chuột cống này. Đấy ui chưa con chưa cầm được ta răng đó anh. Ui to. Được rồi, em không hiểu sao anh thả ra quả đấy cơ. Ui giời. Nó tưởng cầm đuôi rồi. Quay. Anh em ơi. To như con rúi ở trên mình ngược ấy nhỉ. To hơn đấy anh ạ. Con rúi thế nào ấy. Chuột cống. Chuột cống à bác? Chuột nhung. Cống nhung đấy. Sao chuột cống to đấy? Ui giời, có con 2 cân rưỡi cho lên đi. Thế ạ. Quay. Cân rưỡi con có. Ui anh em ơi. Con này phải hơn cân. Đang rồi. Quay to. Răng thì đơn giản đấy. Quá to luôn. Hôm trước ấy đánh bẫy được một con như thế. Sợ nhỉ, con này to nhỉ. Cái con này có phải nó cứ khịt khịt đêm không nhỉ anh ạ? Khịt khịt đấy. Ồ thế thì đúng rồi, trôi nhà trại nhà em nhiều quá. Rắn. Rắn nó khịt khịt nó khác. Rắn nó khịt khịt đấy. À nó khịt khịt đấy. Khịt khịt này là chuột. Vâng. Ai nó lấy chuột đàn chạy ra. Này. Quá nhiều luôn. Đấy, đầy 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 ô rồi. Bác mở ra, bác cứ mở ra. Nó nhảy. Con chuột cống ấy quá to. Dậm chậu về lướng ăn, rán ăn cho ngon. Thế vì xem đá bóng à anh? Đem mình lấu đây xem đá bóng à? Vâng. Hay nó bán? Toàn bắt về ăn. Vâng. Đâu đi bán nữa anh. Bán à. Chuột chuột ở em đây thì quá sạch luôn, nó chả có gì cả. Đây đồng hoang luôn. Alo. Đấy. Alo. 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 Nó còn một con nữa. Hay là bây giờ. Ồ. Lại từ đâu đấy? Đấy núp đi rồi mới nó này quay lại. Toàn con to rồi. Chắc hết rồi, hết rồi. Hết rồi, hết rồi.
Đây, đỗ không? Đây, thành quả của anh này. Em sao nó lồng... Ủa, con chuột gì? Chuột to đây anh. À, thế thì... Nhưng mà chuột vàng này ngon hơn đúng không? Đầy một bu luôn. Đặt thế đủ rồi, không nhặt nữa. Chưa ăn thua. Hôm đó làm 104 con, 12 đột kia mới sợ. Chưa ăn thua anh. Chưa ăn thua. Quá ít. Đây. Này còn quá ít nữa. Tức con to đây này còn... Ôi bọn em bắt rùa đâu như này nè. Đúng rồi, kia là 104 con, hay là lại. Chưa nốt thì để về đi. Em lần đầu tiên nhìn thấy bắt chuột kiểu này đấy. Quay về bà ấy, quay về bờ chuối kìa. Không, quay luôn lấy xong rồi cắt. Cắt đi cả. Đấy, được nhiều rồi. Này bên này anh còn bẫy được một lồng nữa này. Quá nhiều luôn. Nếu mà hang là cái dễ chạy đấy là nó đào nhiều. À vâng. Đấy. Hai lồng luôn. Rồi về nha anh em nhé. Rồi em về đây. À, như vậy anh em ạ, thì vừa rồi là mình cũng ghi lại một số hình ảnh mấy bác ở nơi khác đến gần khu trại nhà mình bắt chuột đấy anh em ạ. Thì mình thấy lần đầu tiên mình thấy bắt cái cách này cũng thấy vui anh em ạ. Rồi mình xin chào tất cả mọi người, xin hẹn mọi người những clip sau nha.